Dạ em xin kính chào hai vị ban giám khảo, Ngô Kiến Huy và toàn thể quý vị khán giả. Dạ em tên là Ca Duyên và em đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng. Còn đây là bà đang tự nói đây. Dạ tôi cũng một chỗ không ạ, tôi cũng xin chào các ban giám khảo. Tôi cũng đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng. Tôi có một chỗ thôi mà. Đức Trọng, mình Đức Trọng mà chính xác là chỗ nào? Dạ tại nơi thôn Hào, huyện Đức Trọng ạ. Ở Đức Trọng là lạnh rồi phải không chị? Khí hậu lạnh. Gần sân bay không? Dạ xuống nữa. Xuống hướng nào? Đi về hướng Lâm Hà hả? Dạ hướng Lâm Hà. Tại sao hai chị lại mặc đồ thổ cẩm? Tại vì đây là đồ của phong tục. Mình người đồng bào hả? Dạ người dân tộc Cơ Ho. À mà hai chị là sống có gần ở trong cái thành phố không? Dạ không, vùng quê ạ. À, cách khoảng bao lâu chạy xe? À, đi cỡ 20 phút thì tới huyện. Ở dưới mình là mọi thứ cơ sở vật chất nó có đầy đủ hết không? Hay là quê là nó quê thiệt là quê luôn? Dạ có điện, có nước. Dạ. Để nhà coi cái tiếng danh hài. Dạ. Không thiếu gì á. Đam mê. Đức Trọng không thiếu gì. Đam mê. Chị cái bên chắc không mê hả? Đam mê mà không nói được. Thấy bà không vui kìa. Chị cái bên có vui không? Vui. Vui. Sao tôi mê hai bà quá à? Tự nhiên lên nhìn là thấy có cảm tình liền vậy đó. Cái công việc của mình là gì vậy? Dạ làm nông ạ. Mình làm cà phê hay là làm chè hay là làm gì? À cà phê. Cà phê đây nhiều ký? Dạ bây giờ không biết ạ. Có ít quá tới mùa là bán lúc đó thôi. Cũng đi làm cho người ta nhiều. À mình, nhà có ít thôi. Mình đi làm lấy công đúng không? Dạ. Còn bà cái bên là làm gì? Dạ chỉ làm nông thôi ạ. Làm lúa với lại cà phê với lại lại trồng dưa. Là cái dưa đấy thì chỉ trồng thôi nhưng mà thuê cho người ta, nhưng mà hoàn cảnh vì như thế. Mà hai chị là cái gì của nhau? Là hàng xóm. Hàng xóm. Hàng xóm mà rủ nhau đi thi. Dạ. Cái ý chính là của bà nào? Bà này ạ. Bà này. Ông chồng biết không? Dạ, bỏ chồng. Rồi. Bỏ rồi. Sao kỳ vậy? Không, tại vì nó cứ uống rượu sáng xỉn chiều say xong rồi về nó quấn rồi bỏ luôn. Đúng. Đúng. Bỏ. Uống rượu sáng xỉn chiều say là bỏ. Bỏ liền. Tại sao mình phải khổ như vậy? Không, không bỏ liền được, vẫn ở được 5 năm xong nó quấn tẹt tua xong rồi bỏ. Đúng, phải bỏ. Không ở nữa. Không có ai mà đi nhịn hoài vậy được, đúng không? Mình tự sống được mà. Bây giờ hỏi nè, cái đôi chị đang mang là đôi giày hay là đôi vớ? Chẳng biết đôi nào mà. Chị đây nè, chị đây nè. Mấy... Bà cà phê không? Hỏi thiệt bà, hỏi thiệt. Chứ phải là ghẹo đâu, hỏi thiệt. Không, cái này là em nhặt được xong rồi kêu bà mang. Lúc đầu bà cũng không chịu, bà nói là tao mang cái này tao xấu hổ. Xong rồi bà cứ mang. À là mới nhặt ở ngoài mang cho mắc cười á hả? Đem từ nhà ra. Đem từ trong nhà. À đem từ nhà theo để mang cho mắc cười. Nè tôi báo cho hai bà biết nha. Nhiệm vụ tới đây làm cho hai đứa này cười. Nói lớn, nói rõ lên nha. Bà này mở cái miệng to to đi. Đấu thừa nhau hoài. Dạ thôi giờ. Giờ có cái này nhỏ nhỏ muốn tặng cho ban giám khảo. Ý, được, được. Cái gì chỉ tặng là được lắm ạ. À. Đồ ăn hả chị? Dạ không, cái này ạ. Dây thổ cẩm. Dạ. Đeo luôn. Này là gì chị? Dạ dây chuyền ạ. Cảm ơn chị. Này làm từ gì chị? Hạt gì đấy? Đứa người bán thôi, còn đây thì chỉ biết mua thôi. Nhưng mà dùng cái này đây, người ta đi hỏi chồng đeo như thế này mới nhìn đây vợ. Còn bên phụ tục của tụi tôi. Là khi lấy vợ là đeo cái này. Dạ. Cái này là dùng để đi hỏi chồng á. Đi hỏi chồng á. Đi hỏi chồng á. Nếu mà người ta chịu đeo coi như là đồng ý, mà không đeo là không có chồng. Là một ông đàn ông tới đưa cho phụ nữ đeo? Không, tại vì phong tục đây là con gái đi hỏi. À con gái đi hỏi. Con gái đi hỏi. Con gái đeo này vô là đi hỏi là mà, dính. Khứa nào chịu đeo là dính bả. À, không, mới đầu đi thì chưa có đeo. Ý là đi không thì cầm cái này theo, xong rồi tới là hỏi là có đồng ý không là đeo cái này vô. Để điều cho đeo là đồng ý. Dạ. À là ông đàn ông đồng ý lấy bà đó. Dạ. Vậy là cái ông kia trước khi ông quấn ông có đeo. Có đeo. Có đeo. Dạ. Đeo xong nữa quýnh. Dạ.
Thôi, hai tặng hai cái được rồi, đừng tặng cho ai nữa nha. Dạ. Có con nữa. Chạy chạy chạy. Đeo lấy chồng là hợp lý luôn. Hả? Tặng cho Huy một giây. À, dạ cảm ơn chị, là em cũng đi lấy chồng luôn hả chị? Tự nhiên hai ba anh em mình được gả chồng hết. Dạ. Sao chị không để dành cái mình đi diễn chị? Dạ chị nói nhỏ gì chị? Cho ôm xíu được không? Trời. Dạ cho ôm xíu được không? Bà cũng háo sắc. Dạ rồi. Chị Lan mình đã có chồng rồi mọi người. Chị Lan mình đã có chồng rồi mọi người. Cảm ơn chị. Rồi mình chuẩn bị thi chị ha. Để chuẩn bị đạo cụ. Thời gian 60 giây bắt đầu. Trời ơi, ta bảo trời này cho ăn no cỏ cho cày với ta. Ngoan nha cưng. Cái gì vậy? Đút mất tụi cày rồi. Nó đây. Rối quá. Đi lên đi, đi vào đây. Đi. Quên mất cái cây rồi. Đi. Đích. 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 Ý chết rồi, cài lôn rùng người ta rồi. Hả? Châu. Hả? 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 Gọi. Hết thời gian rồi. Bây giờ mà bà Tân Vy lóc ra bà nắm đầu đâu. Các cháu ơi, bây giờ bà làm luôn lũ cháu. Tức là cái miếng hại đây là cày lộn ruộng đúng không? Dạ. Vậy thôi đúng không? Ừ. Trời ơi, bà kia chưa... Đấy ra đi đâu vậy trời. Bà chưa thấy được. Cởi ra cho bà đi, cởi ra cho bà. Cởi ra chưa thấy đường. Cởi ra. Bà muốn che mặt bà lại. Bà không còn muốn nhìn thấy thấy mặt mũi trái đất nữa. Nói chung là mọi người rất là hồn nhiên. Hồn nhiên nhảy đến nỗi không biết hài là gì luôn. Thôi, mình về tiếp tục cà phê. Sang năm lại đến nha. Cảm ơn thầy. Cảm ơn hai chị. Dạ, cảm ơn hai chị ạ. Xin mời tiếp mục kế tiếp. Làm cho tất cả danh hài cười miễn chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang rồi khi một trong hai danh hài tươi cười. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cao Bảo TV. Xin chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành, tất cả mọi người. Xin chào anh Ngô Kiến Huy ạ. Chào chào chú Trần Thành, chú Trần Hải, chào tất cả mọi người. Hai bạn vừa ra cái bàn chào cái gì ạ? Dạ, câu đấy là câu chào quen thuộc của bọn em khi mà bọn em quay những clip ở nhà. YouTube. Các bạn thường làm YouTube phải không ạ? Dạ vâng ạ. Cái kênh các bạn tên là gì? Dạ, Tam Mau TV ạ. Tam Mau TV. Dạ vâng. Các bạn thường làm gì? Thường thì nấu ăn và chôn và những cái trò vui vui ạ. Thường troll cái gì? Hai anh em troll nhau. Hai anh em troll nhau. Ai sẽ là cái người đóng vai bị hại, bị troll nhiều hơn? Em ạ, em bị hại. Còn bạn này là lanh lợi đúng không? Đóng cái vai lanh lợi đúng không? Dạ vâng. Ok. Tam Mau là gì ạ? Là ba chỏm tóc. Ba chỏm tóc, ok ok. Từ đâu các bạn lại có cái tư duy mà nghĩ ra cái concept ba chỏm tóc này? Từ khi mà có cái tròn vuông tam giác ở trên mạng là chữ là thì bắt đầu bọn em làm kiểu tóc này. Rồi các bạn hiện nay đang có bao nhiêu subscriber rồi? Một kênh là được 2.3 triệu, một kênh triệu bảy, một cái nữa là mấy trăm. Ba kênh lần hả? Bốn kênh rồi. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 10 tuổi ạ. 10 tuổi à? Mà sao giọng cháu trong veo vậy? Dạ.
Sao giọng con khàn dữ vậy? Mấy hôm nay tập nhìn rát họng. Vì sao hai bạn đến với chương trình trong khi hai bạn đã là được nhiều người ở YouTube biết đến rồi? Bọn em thì thật ra là cũng muốn thử sức mình với những cái mới mẻ và muốn là được tham gia chương trình để gặp hai anh. Nhưng mà hài ở trên YouTube nó khác với hài ở sân khấu nhiều á nha. Dạ vâng. Quê mình ở đâu? Ở Ba Vì, Hà Tây, Hà Nội. Ở Ba Vì có gì ngon nhỉ? Có sữa, có du lịch ạ. Thấy chú Ngô Quý Quy ngồi đời chưa? Chưa, hôm nay mới thấy á. Hôm nay mới thấy à? Con có hát bài Già Vừa Yêu không? Con biết bài gì của chú Ngô Quý Quy? Không biết bài gì ạ. Không biết bài gì ạ. Không biết bài gì ạ. Thằng bé đã nấu chánh rồi, anh còn xoáy vô cái vấn đề nó biết hay không? Nhiều khi cháu nó lo làm hại không có nghe. Với lại nhiều khi cháu mắc cỡ, nó biết nó thuộc mà nó mắc cỡ, nó ngại nó hát không được. Đó, đó. Cháu nó không biết thiệt em ơi. Rồi, đi nha. Rồi, xin mời ạ. Cho em xin phép giao cuộc. Vâng. Vâng. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Tuvia. Tuvia. Hình như ta nghe có tiếng trẻ con quanh đây hay sao ấy nhỉ? Cú. Đâu rồi? Cho ta hỏi, có phải Mi vừa kêu không? It's me. Chính là mày. Ta biết rồi, thôi ta đi đây. Cho ta hỏi cái nữa. Chú Mi Nga là gì vậy? Là cha Mi ngu á, hỏi làm gì chứ ta rồi. Chú Mi Nga. Trẻ con dám chửi cha ta ngu à? Thế mà hình như mình có cha đâu nhỉ? Dám đánh ta. Ôi, sư phụ, chú. Chú Vũ cứu con với. Con mình vừa cắn tao xong mày cứu cái gì? Hả? Thôi ta đi đây. Cho ta hỏi cái nữa. Sao mày lại ở đây? Con bị nhốt. Sao lại nhốt ở đây? Ai nhốt mi ở đây? Hết thời gian rồi.